Chào mừng tất cả mọi người đến với kênh Anh Túc Crypto. Tiếp theo ở cái video buổi tối ngày hôm nay thì Túc chia sẻ mọi người cũng như hướng dẫn mọi người cùng nhau đi tìm cái gọi là cái thẻ bí ẩn từ dự án Rocky Rabbit và mở khóa cái mật khẩu để chúng ta nhận là 4.500.000 cái đồng Rocky Rabbit từ dự án này nha. Đối với những người mới chưa tham gia kèo Rocky Rabbit thì anh em có thể nhanh chóng kích vào đường link dưới phần mô tả để anh em trong kỹ video hướng dẫn anh em đăng ký để chúng ta gọi là khai thác nhiều nhất cũng như làm nhận nhiều nhất cái đồng Rocky Rabbit từ dự án nha, một dự án cực kỳ tiềm năng. Ok thì đối với người cũ thì chúng ta kích phần mele cho mình này, thì cái thẻ ảnh hôm nay để chúng ta mở khóa còn 18 giờ 59 phút nữa nó kết thúc và nó sang cái thẻ mới. Nếu mà chúng ta hoàn thành 100% thì chúng ta sẽ nhận được 2 triệu cái đồng Rocky Rabbit nha anh em nhé. Ok, cái thẻ ngày hôm nay là gì thì mình cũng có lọc ra đây. Dạ, thẻ hôm nay chúng ta kích phần đầu tiên là Supervision nhá. Chúng ta kích phần co cho mình này. Đây phần co này, chúng ta kích phần co cho mình. Rồi chúng ta kéo xuống này là gì ạ? Là Supervision này. Supervision anh em ơi. Rồi chúng ta kích vào phần cho xe subsit ha. Chúng ta kích phần cho xe subsit cho mình. Ok, và cái thẻ nó sẽ đẩy đến đây. Rồi thẻ thứ hai là gì ạ? Thẻ thứ hai là thẻ Meta Charging. Thì chúng ta kích vào phần mục Finten cho mình này, Finter này. Rồi nó nằm ở phần dưới này. Đấy, chúng ta kéo tận phần dưới này, nó nằm ở cái phần dưới này. Chúng ta kích phần cho xe subsit nhé. Ok, và nó sẽ đẩy lên phần trên này để chưa. Rồi cái mục thẻ thứ ba là thẻ gì ạ? Thẻ thứ ba là thẻ Runding thì chúng ta kích cái phần clam này cho mình này. Rồi chúng ta kéo xuống này. Chúng ta tìm này. Nó nằm quanh quanh ở đây thôi. Runding. Nghe tìm nó còn quen. Đây Runding anh em ơi. Chúng ta kích phần cho xe subsit nhá. Để chưa, kích vào đây cho mình. Rồi và nó sẽ đẩy lên đây. Rồi chúng ta sẽ kích cái phần là check card cho mình này. Rồi kích cái phần là clam supersit này, barazer này. Ok, vậy chúng ta nhận là 2 triệu Rocky Rabbit nhá. Ok, tiếp sau đó thì chúng ta kích cái phần là enliga gamma này cho mình này. Rồi thì thì nói trước với anh em là cái mở khóa cụm mật khẩu này thì lắm anh em không biết thì mình giải thích luôn này, được chưa? Cái 2.5 tôn này là những người làm mà mở khóa đầu tiên ấy, được chưa? Mở khóa đầu tiên ấy thì anh em sẽ nhận được là 2,5 tôn nha anh em nha. Tức là người mở khóa cái mật khẩu này đầu tiên này là chúng ta sẽ có thể là sao chép tất cả các mật khẩu này. Anh em sẽ vào cái ví tôn Copper của anh em sẽ dán cái cụm mật khẩu này của anh em vào cái tôn Copper ấy. Rồi sau đó thì anh em sẽ chuyển từ cái 2.5 tôn này sang cái địa chỉ ví của anh em ấy. Đấy, về cái địa chỉ ví này, địa chỉ ví công khai mà, được chưa? Thì người ta biết được, người ta cũng vào người ta chuyển thôi. Thì là địa chỉ ví này, địa chỉ ví của dự án, được chưa? Đấy, còn những người mở đầu ấy. Đấy, những người mở đầu ấy thì anh em sẽ là vào, anh em copy cụm mật khẩu đây, anh em sẽ chuyển nó sẽ để 2.5 tôn ở trong cái cụm mật khẩu này, được chưa? Rồi anh em sẽ vào, anh em sẽ chuyển về cái ví của anh em thôi. Đấy, đại loại như thế thôi. Còn mình bảo là 2.5 tôn này thì thực tế mà nói cả bản thân Túc nữa, được chưa? Bản thân anh em nữa thì bảo mở đầu thì nó khó lắm. Thôi này, 2.5 tôn này của anh em tất, được chưa? Đấy, còn mình thì gọi là mở khóa cái này để nhận là 2.500.000 cái boy Rocky Rabbit thôi, được chưa? 2,5 triệu cái 2.500.000 cái đồng boy này, Rocky Rabbit này thì hoàn toàn chúng ta nhận được nha, được chưa? Đấy, còn 2.5 tôn này thì đây của anh em, được chưa? Đấy, 2.5 tôn thì những người mở đầu tiên thôi, được chưa? Mở đầu tiên thì nó thật sự rất khoai luôn, được chưa? Ok, thì mình sẽ hướng dẫn anh em mở khóa cái cụm mật khẩu này để chúng ta nhận 2.500.000 Rocky Rabbit nha, được chưa? Còn cái vấn đề 2.5 tôn này mình giải thích với anh em rồi, được chưa? Đối với những người mở khóa đầu tiên thì anh em sẽ nhận được và anh em có thể copy hết cái địa chỉ ví này ra và anh em sẽ từ tôn này sẽ chuyển về ví của anh em, hiểu nôm na như thế thôi. Nhưng mà mình mở khóa đầu thì không khó đâu, được chưa? Và cái cụm mật khẩu này là còn 2 tiếng 55 phút nữa kết thúc, được chưa? Ok. Đây cũng một khẩu ngày hôm nay đây, được chưa? Đầu là đu ring này, hai là seed này, được chưa? Và chúng ta sẽ vào, chúng ta sẽ điền các bạn. Đu ring seed này, đúng không ạ? Đu ring seed này. Ba là gì ạ? Ba là short này, bốn là copy này, được chưa? Ba là short rồi. Và chúng ta tìm short này. Bốn là copy này, short rồi. Đây short đây. Chúng ta kích giữ nha, kích giữ đẩy lên này, được chưa? Ba là short này, bốn là copy này, đúng không ạ? Đây. Đúng không ạ? 5 là resort cơ, 6 là can. Resort cơ đây. Đây. Kéo lên này. 6 là can này, can lên này. 7 là gì ạ? 7 là an bandon, 8 là quát. 7 là an bandon các bạn. Đây an bandon đây. 8 là quát đây. Ok. Rồi 9 10 là gì ạ? 9 là goliri, 10 là rat. Rat ở đây này. Goliri đây này, đúng không ạ? Rồi sau đó thì 11 là spawn, 12 là bandit. Rồi sau đó thì hoàn thiện 100%, anh em kiểm tra lại một lượt này. Anh em kích vào phần là valid data này. Ok nhá. Và nó nói là đối với những người mình dịch sang luôn tiếng Việt nha. Đối với những người mà mở khóa đầu tiên trong vòng 24 giờ, anh em nhanh chóng copy cái cụm mật khẩu này. Rồi anh em sẽ dán vào cái ví tôn Copper của anh em ấy, để chúng ta sẽ được là 250 tôn mà. Rồi anh em từ tôn đấy em sẽ chuyển về cái ví cá nhân của anh em, về cái địa chỉ ví này là địa chỉ ví công khai, được chưa? Nên là nhiều người biết là anh em không rút thì người ta sẽ rút thôi, để loại như thế, được chưa? Nếu mà copy, nếu mà anh em mở khóa đầu tiên ấy thì anh em sẽ kích vào phần copy này, được chưa? Để copy cụm mật khẩu này. Đương nhiên thì cụm mật khẩu này của bây giờ đã là giờ thứ ba rồi nên là hết rồi, được chưa? Để lại như thế. Rồi em kích phần clam enly ga pc cho mình này. Đấy, đối với anh em mở đầu thì em kích phần copy to clipboard này, được chưa? Chúng ta kích phần clam inma này để mình nhận 2.500.000 cái đồng Rocky Rabbit này. Ok dạ. Ok, khá là thơm. Vậy là ở cái video này mình gửi tới anh em từ dự án Rocky Rabbit, chúng ta nhận được là 4.500.000 cái đồng Rocky Rabbit từ dự án nha. Còn là 250 tôn thì anh em nào mà gọi là biết cái cụm mật khẩu này, sắp xếp đúng theo ký tự cụm mật khẩu này đầu tiên thì anh em sẽ nhận được 2.5 tôn nha. Ok, mình ở video này mình gửi tới anh em, mình gặp anh em video tiếp theo.